Dạ xin mến chào toàn thể quý bà cô chú cùng anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Thanh Hải An Giang vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay tiếp tục cái câu chuyện của anh Thư. Thì mình xin nói sơ lược qua thôi. Thì hôm nay mình có một cái vụ việc cũng tương tự như là câu chuyện của anh Thư quý bà cô chú anh chị. Thì mình cũng mới vừa nhận được một thông tin, một người mẹ đã gọi điện thoại cho Thanh Hải và nhờ Thanh Hải truyền tải những cái thông tin này đó. Thì để đi vào vấn đề chính ngày hôm nay thì mình nói là cái câu chuyện của anh Thư thì có nhiều người ta cũng hỏi là câu chuyện của anh Thư đã xong xuôi chưa, hiện tại hai bên gia đình đã ngồi xuống ôn hòa với nhau chưa. Thì mình xin thưa rằng là hiện tại câu chuyện của anh Thư với gia đình Cường bây giờ đã ôn hòa với nhau và hai bên thông gia đã tay bắt mặt mừng, nghe quý bà cô chú anh chị. Rồi thì sau khi kết thúc cái câu chuyện của anh Thư thì tiếp tục là một cái câu chuyện của một thiếu nữ nha. Có một thiếu nữ ở tỉnh Tiền Giang đó, thì mình mới vừa nhận được một thông tin. Thì cái câu chuyện như thế nào, mình mời quý bà cô chú anh chị mình xem và nghe qua câu chuyện nha. Dạ đúng rồi. Tôi chỉ mới sinh á, chỉ mới sinh được á. Dạ. Có dùng chị. Có. Con gái chị nó sinh năm 2008. Tháng 11 năm 2008 nó mới được 6 tuổi. Dạ. Mà năm rồi á, nó lên mạng nó quen cái thằng Phúc đó là ở bên quận 7. Dạ. Mà gia đình của thằng đó, bà nội của thằng đó là biểu con chị á, đi qua bên đỡn làm, ở bên đó làm. Dạ. Cái cô không cho, cô không đồng ý. Bây giờ nó dụ cô là đi hồi năm rồi. Dạ. Đi hồi năm rồi rồi cái cô mới qua cô làm giặt á, thì đã gì rồi bà nói không có. Cái cô mới đi lên thì chỉ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Cô nhờ tăng lên thì bà sợ bởi kem gì. Nên vừa rồi bây giờ á là mới hôm bữa thứ bảy này nè đi tiếp rồi đi yeah. tiếp rồi mà bây giờ chị qua cái chỗ đó thì mấy người ở đó nói á, là từ đó chị qua là bà mướn nhà chỗ khác rồi bà dẫn cái thằng đó đi đâu làm chỗ khác rồi còn cái chỗ đó là nhà bà giờ bà ở là mình đâu có gặp được con mình đâu mà mình vô mình làm kiểu người ta yeah. bây giờ em có cách nào giúp gì chị không? Chị hiện tại ở đâu ạ? Chị đi quê ở Tiền Giang nhưng mà chị đi lên thành phố này chị làm vào năm 2004 là năm 2008 chị mới đẻ nó đó. Là bây giờ thì chị cứ nói chuyện, chị chia sẻ hết câu chuyện đi rồi cũng như em truyền tải cái đoạn ghi âm này luôn. Rồi em dạ. lấy hình em dán lên. Chị cứ nói đi. Dạ rồi. Rồi bây giờ theo cái mong muốn của chị là như thế nào? Mong muốn của chị là con chị á, là nó mới 2008, 28 tháng 11 năm 2008 này mới giờ tròn là 16 tuổi. Nhưng mà cái người này á, gia đình của thằng Phúc này á, là dụ con chị là hồi năm rồi tới năm nay. Yeah. Rồi bây giờ là nó đi một lần này nữa mà chị gọi thì nó không bắt máy, nó chặn cuộc gọi chị hết. Thanh niên đó là bao nhiêu tuổi chị? Thằng đó thì nó lớn hơn con chị rồi không bao nhiêu hết. Mà đợt con chị đi á, là nó về nó cũng hút thuốc, hiểu không? Nó là đang đi học. Yeah. Về là cô cũng làm dữ với cô mời công an vô giả bộ đưa nó đi á thì nó bỏ thuốc nó nói con đứa con trai rồi thời gian đó thì nó ở nhà nó bấm lên mạng hoài à chị mới rầy nó là nó nói mẹ không cho con ấy thì mình cũng tạo con mình buồn thôi mình cho nó bây giờ là như thế này nè để em nói chị nghe là hiện tại bây giờ mình chưa có đủ cái bằng chứng là mình nói cho rằng là con của chị là đang ở với người ta không thì trước mắt là chị truyền tải cái thông tin chị nhắn nhủ là cái người mà những ai đang cu mang đứa con tôi hiện tại là con tôi chưa đủ tuổi đó thì cứ nó chia sẻ lên chứ còn hiện tại mình chưa có nắm đủ cái bằng chứng mình đâu có nói người ta được thì bởi thì đó, đó thì bây giờ chị cứ việc nhắn đi chị cứ việc nhắn nhủ như em vừa vừa nói đi thì chị bây giờ chị nhắn với em là kinh của chú Hải thì nhờ tiền tải lên cộng đồng mạng đồ trong nước và ngoài nước giùm chị đang đem đứa con gái chị về tự vì nó chưa có đủ tuổi người nào mà chưa chấp nó thì đợt này thì chị phải làm lớn chuyện mang ra pháp luật rồi chứ còn không cứ để về đâu có được dạ tự vì con chị nó mới là chưa được 16 tuổi nữa mà cái gia đình của cái người này là dụ đi năm rồi rồi dạ dụ đi năm rồi rồi cái chị mới qua chị mới nói cái bà mới nói tôi nói vậy mà chị chừng nào chị cho đi thì tôi mới chứa chị không cho đi ai dám chứa đâu rồi ở đầu cái chị mới nói con tôi chưa đủ tuổi thành niên nha mới có 14 tuổi mà chị dụ có cái gì là tôi chị hoàn toàn chịu trách nhiệm cái đầu bà nói không có ở đây không có ở đây cái chị về cái chị lên Nguyễn Thanh Hải thì chiều gọi thì nó về mà nó nói là chị hỏi ở đâu nó nói ở nhà bả mà mấy người ở gần đó cũng nói ở nhà bả
Cái đó là cái câu chuyện lúc trước, còn bây giờ là mình chỉ là đoán mò thôi chứ mình không dám khẳng định, tại mình không có bằng chứng nha chị. Mình không có bằng chứng, mình không khẳng định được nha. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì chị nói là người nào cu mang con chị, thì bây giờ con chị nó chưa có đủ tuổi thành niên, thì chưa cho nó về. Dạ. Để rồi có cái gì, chị cũng nhảy nhờ chú giúp tìm cho chị cái, chị đi làm hồ. À. Công trình là, chị à. Ở công trình là, chị đi làm hồ mà chị nuôi hai đứa đó. Là quê của chị là ở Bến Tre ở chỗ nào? Ủa, Tiền Giang ở chỗ nào? Giang. Gò Công Đông Tiền Giang, ấp là ảnh xã Tân Đông, người Gò Công Đông tỉnh Tiền Rồi, Giang. Con của chị là họ tên gì? Quỳnh Thiện Ngọc Mai. À, năm nay là 16 tuổi nha. Sinh 28 tháng 11 năm 2008, 28 tháng 11 tới mới được 16 tuổi chứ. Ừ. Là hiện tại là đi rồi, về rồi, bây giờ đi nữa là cách đây mấy ngày hả chị? Cách đi hôm chiều thứ bảy, nó nói với chị là cho nó đi ra mua bánh tráng nướng ăn rồi, nó đi luôn, nó không vô. À, khi đi là không có đem đồ đạc gì theo ha? Khi đi không có đem gì đạc gì theo hết. Lúc mà con chị về đó là lúc đó chị có để ý là cháu nó có cái thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin cho một ai đó hay là gọi thoại không? Nhắn tin sáng đêm. À, mình có kiểm tra điện thoại là nhắn tin với người nào vậy? Không nhắn được, không kiểm được, tự nhiên nó cài mật khẩu, nó cài găng tay, nó đủ thứ, mình đâu gọi, nó ngủ kia, nó ngủ mà mình lấy cũng không làm được nó. À. Rồi thì em ghi nhận đây, đặc biệt cái gì nữa em truyền tải cái thông tin này lên. À, để tìm nhà con của chị ha. Dạ, chú có Zalo không, chú gửi hình nó qua cho. Rồi rồi, để chúc em kết bạn Zalo với chị. Dạ rồi, cảm ơn. Đó thì cô chú anh em cũng vừa nghe qua, cũng có một cái thiếu nữ vừa tròn cũng chưa được 16 tuổi như là người mẹ đẻ kể nha. Đó thì có một cái lý do như thế nào đó, người thiếu nữ này đã bỏ nhà đi. Và hiện tại người mẹ đẻ cũng đang nghi ngờ là đi cùng với ai đó, nhưng mà chưa có bằng chứng xác thực, cho nên không thể nào mà nói được bên kia. Quý bà cô chú anh chị, thì người mẹ đẻ này đã từng lên tiếng, nếu mà ai đang chiếu chấp con tôi vì đứa con tôi chưa đủ tuổi vị thành niên thì người mẹ này sẽ quyết định làm tới công chuyện luôn đó. Thì thông qua cái video ngày hôm nay, ai mà đang chiếu chấp cái thiếu nữ em Mai này 16 tuổi, chưa đủ tuổi 16 tuổi nữa đó, thì có thể liên lạc cùng với gia đình hay như thế nào đó để bàn luận, để tránh đi cái tình trạng mà ra tới pháp luật thì lúc đó là rất là mệt nha quý bà cô chú anh chị. Tại vì con của người ta là một người thiếu nữ chưa đủ tuổi vị thành niên thì mọi người không có thể nào chứa chấp người không đủ tuổi vị thành niên được đó, cho nên là người mẹ cũng nhờ mình đăng tải cái video này để lên chia sẻ, mong muốn rằng là tìm gặp lại con của mình. Nói chung thì nó đi thì chắc chắn là cũng phải liên quan gì vấn đề đó rồi. Tại vì đã đi rồi một lần rồi thì lần thứ sau thì chắc chắn là cũng phải liên quan thôi. Nhưng mà không biết là đi cùng với ai ha. Còn cái câu chuyện của anh Thư cùng với mẹ của anh Thư thì được biết hiện tại ngay thời điểm bây giờ là anh Thư đã chuẩn bị khăn gói nha. Chuẩn bị khăn gói để về bên nhà mẹ đẻ. Thì sau đó mẹ con người tay bắt mặt mừng cùng với ông bà bên đó. Nhưng mà lần này về thì Cường không có về. Đại Cường thì cũng phải là đang cũng như là bị có một cái không cho Cường ra khỏi nơi cư trú rồi. Đó. Cho nên là Cường không về được. Chỉ một mình Thư về thôi. Thì một mình Thư về để mà cùng với mẹ lo những cái giấy tờ thủ tục đâu đó cho nó xong. Rồi chuẩn bị kế tiếp đó nữa thì mẹ của anh Thư sẽ đứng ra để mà lo những cái gì có thể để cho Cường được giảm nhẹ hay không thì vậy điều đó tính sau, nhưng trước mắt là phải lo đó. Cường có được giảm nhẹ hay không đó, thì mình cũng vẫn chưa biết, nhưng mà còn cái nếu mà tòa đã tuyên án rồi thì chắc chắn là phải có thôi, phải dính thôi chứ không được nào mà thoát khỏi ha, không thể nào mà buông bỏ được, nhưng mà chắc chắn là sẽ có lãnh án, nhưng mà không biết có nhẹ giảm nhẹ được hay không thì sau này chờ đợi cái kết quả từ phía bên cơ quan coi mẹ của anh Thư đứng ra lo cái có được hay không nha. Rồi sau khi mà lo rồi á thì mẹ của anh Thư cũng đã tuyên bố rằng luôn là sau này kể từ khi mà đến ngày thằng Cường đi thụ án thì bà Loan nếu mà không có lên tiếng nha, bà Loan mà không có lên tiếng
với gia đình của mẹ anh Thư, hay là không có gặp trực tiếp mẹ anh Thư để trao đổi một số việc hay giải quyết những vấn đề quẩn thúc thắc mắc nào đó từ miệng của anh Thư kể ra, thì Quyền sẽ chính tay là người tiếp tục làm tới cái công chuyện với bà Loan luôn đó. Mấy ngày nay thì bà Loan là nói chung bà cũng đang là ung dung ha, rảnh rỗi rồi, tại lúc trước thì từ khi cái câu chuyện mà gia đình Cường cùng với mẹ anh Thư là chưa lấn cấn á, thì bà Loan á là bị cộng đồng là nói chung nói rất là nhiều. Mà sau khi mà cái chuyện gia đình nội bộ lục sục rồi, bắt đầu thì cộng đồng đang nghiên cứu quan tâm về cái vấn đề của nội bộ. Nó thì hiện tại bây giờ nội bộ đã được giải quyết rồi, thì chuẩn bị quay ngang mẹ anh Thư sẽ tìm đến bà Loan thôi. Đó là anh chị. Đứa trẻ mà, đúng không cô chú anh chị? Thường đứa trẻ hay bồng bột, nói chuyện ra nhiều khi những cái phát ngôn ra nó không kiểm soát được bản thân. Mà khi mà nó đã biết mình sai rồi, lúc nào nó hơi gục ghè và nó lo sợ. Nói chung ai cũng vậy thôi, thậm chí bản thân của mình nên nó chăng nữa nè, một khi mà phát ngôn ra rồi mà lỡ biết có sai rồi ha, tại lúc mà nóng giận đó, nói ai cũng muốn nói cho hơn nha. Mà khi phát ngôn ra rồi biết có sai rồi á, mà muốn đối mặt lại cái người mà mình vừa nói sai á, cũng hơi ngại e dè tí xíu đó. Cái video mà bắt anh Thư điện thoại để mà xin lỗi với mẹ anh Thư đó, cô chú anh em thấy không, hai đứa trẻ tội nghiệp chiếc ống kính gục ghè qua gục ghè lại. Trời ơi, nhìn cái lứa tuổi nữa không phải nói nha, ăn chưa no lo chưa tới, nhìn cũng đáng thương. Nói chung là cũng hy vọng rằng là thì Cường sau này sẽ chấp hành tốt để cải tạo sớm về đó, sớm về tốt về, về sớm để mà được một cái mái ấm thật là hạnh phúc đó. Chứ mấy ngày qua mà thấy những câu chuyện lùm xùm thấy cũng gầu cho Cường đó cô chú anh chị. Tại vì mà nếu đang nhận một cái lá đơn từ bên bà Loan rồi mà cộng thêm cái lá đơn của mẹ anh Thư nó thì rất là mệt, đi sâu và đi xa luôn chứ không phải chơi đâu. Nói nhưng mà hiện tại bây giờ là ôn hòa được thì cũng rất là mừng cho hai trẻ. Hai trẻ bây giờ nói chung trước mắt là nở được một cái nụ cười. Nở được một cái nụ cười là từ phía bên mẹ ruột của anh Thư ha. Cho nên là không có cái vấn đề mà phải lo sợ đơn cộng đơn nữa. Cho nên trước mắt chỉ đối mặt với lá đơn của bà Loan thôi. Thì hai trẻ giờ rất là vui. Không chỉ hai trẻ vui mà luôn, theo như mình biết, luôn cả cộng đồng cũng như là người thân, cha mẹ, cả hai bên rất là vui về câu chuyện này. Tại câu chuyện này đâu ai muốn đâu. Rồi thì ngày hôm nay mình cũng cập nhật cái thông tin để cho bà con biết. Video buổi chiều của Thanh Hải đến đây xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau. Và cả nhà xem, yêu thương thì nhớ cho Thanh Hải một lượt đăng ký. Và đừng quên bấm cái quả chuông lên, bật thông báo để đón nhận video clip tiếp theo của Thanh Hải tải lần sau. Và mình sẽ luôn cập nhật về cái vụ việc của bà Loan cùng với mẹ anh Thư như thế nào. Đó, thì hồi nãy xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà quý chú cùng anh chị em ạ.